Hôm nay mình thử đọc sách buổi trưa xem có nhiều bạn có thể tham dự được không Tại vì thông thường thì Kim nghĩ là mình sẽ có khoảng thời gian buổi trưa Để mà mình nghỉ trưa sau khoảng thời gian làm việc buổi sáng và buổi chiều đó Thì mình buổi trưa mình có thể nghỉ ngơi Thời gian thì tùy vào công việc của các bạn Nhưng mà buổi trưa có thể là mình sẽ thư giãn tầm 20, 15 đến 20 phút là đủ rồi mình có thể tranh thủ một chút thời gian để mình đọc sách. Đọc một chút về nhận xét của những tác giả khác về quyển sách này nhé. Quyển sách trình bày những nguyên tắc làm giàu đơn giản, đáng tin cậy và vô cùng an toàn. Những bí quyết này rất dễ thực hiện, nhưng nếu bạn không tuân thủ chúng thì có thể bạn sẽ thất bại hoàn toàn. Nội dung cuốn sách gồm nhiều câu chuyện ngụ ngôn ẩn chứa những bài học những kinh nghiệm, những bài học thực tế quý giá và vượt thời gian. Hãy đọc quyển sách Người giàu có nhất thành Babylon để khám phá con đường đúng nhất, nhanh nhất nhằm đạt được, nhằm đạt được sự thành công và giàu có trong cuộc sống. Một tác giả khác Tôi phát hiện quyển sách này từ nhiều năm trước và hiện nó vẫn là quyển sách gối đầu giường của tôi, nhắc tôi về những nguyên tắc vô giá của việc quản lý và đầu tư tài chính, đồng thời giúp tôi có tầm nhìn để thực hiện các dự án, quản lý ngân sách và các vấn đề kinh doanh khác. Người giàu có nhất thành Baby Lân có khả năng làm thay đổi cuộc đời và là chìa khóa để bạn thành công trong cuộc sống. Chào Hồng Toàn, chào các bạn! Và như vậy thì quyển sách Người giàu có nhất thành Baby Lân này Ngoài nói về những cách làm giàu thì xuyên suốt vào đó là một cái câu chuyện nhưng mà trong thời lượng buổi chia sẻ của chúng ta thì tất nhiên là không thể chia sẻ toàn bộ câu chuyện trong quyển sách này rồi mà nếu mà đọc một nửa thì thật ra cũng không tới đâu cho nên là kim ngân sẽ chọn ra một số phần để chúng ta có được những kiến thức hoàn chỉnh nhất và để có thể chọn ra được những cái nội dung đó thì thật ra là ngân đã đọc hết quyển sách này rồi cảm ơn anh Trần Chào Thanh Vi Chào Văn Đoàn Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ về 7 cách chữa trị một túi tiền trống rỗng Và cái đoạn này á đó là có một nhân vật là Akat Ông này được xem là người giàu có nhất thành Babylon Thì trong phần này Ông đang chia sẻ, đang dạy lại cho những người, những thần dân của Đức Vua Về cách mà có thể giàu được như ông ấy Xin chào Thanh, chào Hổ Nguy ừ, Nếu mà Ngân đọc xa thì xin lỗi nha Tại vì xa quá Ngân không nhìn thấy được À đúng rồi, Ngân có đọc trên kho sách nói mình bắt đầu ha cách thứ nhất tích lũy theo tỷ lệ 1 phần mười a các hỏi một người đang ngồi trầm tư ở hàng thứ hai này bạn thân mến hiện nay anh đang làm việc ở đâu tôi ấy à tôi đang làm công trong một hiệu khắc chữ người đó đáp anh đang có một điều kiện tốt để làm giàu đấy trước đây tôi cũng bắt đầu sự nghiệp làm giàu bằng công việc giống như bạn Acat lại hỏi người đàn ông có thân hình khá mập mạp ngồi hàng thứ tư. "Xin vui lòng cho biết hiện nay anh đang kiếm sống bằng nghề gì?" "Tôi ư? Hiện tại tôi đang làm đồ tể, tôi mua dê cù rồi sẽ thịt đem ra chợ bán, còn da thì bán cho những người thợ làm giày dép." Acat nói, bởi vì anh có nghề nghiệp và tạo ra thu nhập nên cơ hội làm giàu của anh cũng rất cao. Có nghĩa là cơ hội làm giàu của tất cả chúng ta đều rất là cao. Theo cách thức như thế, Akash lần lượt tìm hiểu từng người đang làm nghề gì và thu nhập của họ ra sao. Khi đã hỏi xong, Akash nói Nào, hỏi các bạn học viên, chắc các bạn cũng nhận thấy một điều rằng nghề nghiệp và công việc chính là cách giúp chúng ta kiếm ra tiền. Đồng thời, mỗi một cách kiếm ra tiền chính là phương thức tạo ra dòng chảy của vàng. Do vậy, mỗi người làm việc đều có thể chuyển vàng vào trong túi của mình và dòng chảy đó lớn hay nhỏ, tùy thuộc vào khả năng làm việc của người ấy. Có phải thế không các bạn? Tất cả mọi người đều trả lời đúng như thế. Vậy thì nếu mỗi người trong các bạn mong muốn tạo dựng cho mình một cơ nghiệp giàu có, thì điều khôn ngoan nhất là biết cách điều khiển dòng chảy của vàng. Nó vốn đã có sẵn trong tay của các bạn, đúng không? Akash nói tiếp điểm này cũng được tất cả mọi người hoàn toàn đồng ý. Tiếp theo, a cách quay sang một học viên mà trước đó đã cho biết làm nghề buôn trứng và hỏi: nếu cứ mỗi buổi sáng bạn bỏ vào trong giỏ 10 quả trứng, đến buổi chiều chỉ lấy ra 9 quả, vậy thì theo bạn điều gì sẽ xảy ra? thì sau một thời gian cái giỏ sẽ đựng đầy trứng. người buôn trứng đáp: tại sao thế? bởi vì mỗi ngày số trứng tôi bỏ vào nhiều hơn số trứng tôi lấy ra a cát quay lại nhìn lớp học với một nụ cười hớm hỉnh rồi bất ngờ hỏi ở đây ai là người đang sở hữu túi tiền xẹp lép nào mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau sau đó họ cùng cười lớn và giơ cao những cái túi trống rỗng của mình a cát nói tiếp bây giờ Tôi sẽ nói cho các bạn rõ cách đầu tiên trong việc chữa trị những cái túi tiền xẹp lép. Đó là các bạn hãy làm đúng theo lời tôi đã gợi ý cho người buông trứng. Cứ mỗi lần bạn bỏ vào túi của mình 10 đồng thì chỉ nên lấy ra 9 đồng để tiêu xài. Qua một thời gian, cái túi của các bạn cũng sẽ giống như giỏ trứng vậy. Nó sẽ chứa đầy những đồng tiền vàng. Đó là cách chữa trị hiệu quả nhất cho một túi tiền xẹp lép và cũng là cách đơn giản nhất để bạn trở nên giàu có. Các bạn đừng nên giễu cợt điều tôi vừa nói vì cho rằng nó quá đơn giản. Như tôi đã nói, tôi chỉ truyền lại cho các bạn những cách thức đã giúp tôi làm giàu. Tôi thực hiện nghiêm túc việc để dành một phần mười số tiền trong túi và nhận thấy số tiền tôi có dần dần nhiều lên. Nếu các bạn làm như vậy, thì tôi đảm bảo rằng túi tiền của các bạn rồi cũng sẽ căng phòng lên. Nhưng các bạn cần lưu ý rằng, mỗi khi túi của mình rủng rỉnh được một ít tiền, thì những ham muốn mua sắm, tiêu pha của các bạn sẽ trỗi dậy. Trong trường hợp này, bạn hãy cân nhắc thiệt hơn trước khi mua bất cứ một món hàng nào. Bạn sẽ làm được điều đó bằng những câu hỏi. Mong muốn lớn nhất trong cuộc đời của mình là gì? Những món đồ trang sức, những bộ quần áo đẹp đẽ có lấp đầy những mong muốn lâu dài của mình không? Phải chăng chỉ có cách sở hữu nhiều vàng bạc, đất đai và những cuộc đầu tư mang lại lợi tức lâu dài mới đảm bảo cuộc sống sung túc sau này? Chắc chắn các bạn đã nhận ra đâu là những tài sản thực sự đem lại sự giàu có cho mình. Như tôi đã nói, đây chính là phương thức chữa trị đầu tiên mà tôi đã khám phá ra và áp dụng cho túi tiền xẹp lép của mình. Bỏ vào trong túi 10 đồng và chỉ lấy ra 9 đồng để chi tiêu. Các bạn hãy thảo luận vấn đề này với nhau. Đọc đến đây thì Kim Ngân nhớ đã từng nghe và cũng có thực hành về cái cách của tác giả TH ecker về sáu chiếc lọ. Các bạn có nghe cái này chưa ạ? À? Nghĩa là khi mà chúng ta có một cái nguồn tài chính vào thì chúng ta sẽ chia thành sáu chiếc lọ. Đầu tiên là cũng là 10% là để sử dụng để bỏ vào cái lọ tiết kiệm giống như cái mình vừa nói đó. À trời, 10% tiếp theo là để tự do tài chính, có nghĩa là cái số tiền đó mình sẽ đầu tư hoặc là làm thế nào để nó có thể sinh ra cái nguồn thu nhập thụ động cho mình. 10% tiếp theo là chi cho giáo dục để mình nâng cấp bản thân mình lên thì mình có thể là tham gia những cái khóa học hoặc là mua sách. Tiếp theo là số tiền để 10% để hưởng thụ và 5% để cho đi. Vì sống là phải mình khi mà mình cuộc sống của mình luôn luôn cần phải có sự cho đi. Và còn lại 55% là sẽ chi tiêu cho những nhu cầu thiết yếu. Dạ, 6 chiếc mũ trong quyển tư duy triệu phú À, tiếp theo ha Cách thứ hai kiểm soát những khoản chi tiêu Và khi mà đưa cách thứ nhất thì có một học viên hỏi là Làm thế nào mà họ có thể giữ được 10% trong túi Trong khi là họ không đủ, số tiền mà họ kiếm được không đủ để họ chi tiêu À, cách không trả lời mà hỏi ngược lại ngày hôm qua có bao nhiêu người trong số các bạn mang túi tiền xẹp lép và mọi người cùng trả lời là tất cả chúng tôi vậy thì chúng ta có thể đặt câu hỏi là tại sao mỗi người đều có mức thu nhập khác nhau nhưng cuối cùng ai cũng đều mang cái túi tiền xẹp lép Đọc tiếp ha. Các bạn đừng nên nhầm lẫn giữa những khoản chi tiêu cần thiết trong cuộc sống với những khoản chi tiêu bởi những sở thích của cá nhân. Thật ra bản thân các bạn và các thành viên khác trong gia đình các bạn vẫn thường muốn, vẫn thường muốn mua những thứ mình thích chứ không phải là những thứ mình cần. Và những khoản chi tiêu này có thể vượt quá khả năng chi trả của các bạn. Giống như là cái nhu cầu, nhu cầu sử dụng của chúng ta nó có thể co giãn được. Thật ra khi mà chúng ta có nhiều thì chúng ta sử dụng nhiều, khi ít thì chúng ta sử dụng ít. Vì thế cho nên nếu như chúng ta không kiểm soát những cái khoản chi tiêu của mình thì cho dù là cái mức thu nhập của chúng ta cao hơn nữa, cao hơn gấp nhiều lần so với hiện tại thì chúng ta cũng sẽ quay về với túi tiền trống rỗng mà thôi. Tôi có thể chắc chắn rằng các bạn hầu như không thể đáp ứng được tất cả những ham muốn của bản thân mình với tài sản của tôi các bạn nghĩ tôi sẽ mua được tất cả mọi thứ mình muốn sao đó là một suy nghĩ sai lầm tôi vẫn có một số hạn chế mà tiền bạc không thể giúp được chẳng hạn như thời gian sức lực tuổi trẻ thậm chí một số món ăn thú vui mà tôi rất thích giờ đây tôi cũng không thể hưởng thụ được nữa theo tôi hiểu thì những ham muốn của con người là rất vô tận và chúng ta chỉ có thể đáp ứng được một số ham muốn cho bản thân mình mà thôi. Vì vậy, các bạn hãy xem xét cẩn thận các thói quen chi tiêu của mình. Bạn sẽ nhận ra một số khoản chi tiêu có thể giảm hoặc bỏ đi mà không ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày. Và thế là việc tuân thủ nguyên tắc dành lại một phần mười số tiền trong túi của bạn không phải là việc quá khó, đúng không? Theo kinh nghiệm của tôi, các bạn nên liệt kê những món hàng định mua sau đó hãy chọn ra một vài thứ thiết yếu dành cho cuộc sống và phù hợp với số tiền 9 phần 10 của bạn. Thực hiện cái này phải hết sức nghiêm túc các bạn nhé. Còn những món hàng theo sở thích, bạn hãy mạnh dạn gạch bỏ và xem chúng như hàng ngàn thứ khác mà bạn không thể đáp ứng cho bản thân. Akat nói đến đây, bỗng có một học viên mặc chiếc áo choàng màu đỏ khá đẹp đứng dậy và xin phép nói tôi là một người thích tự do tôi tin tưởng rằng mình có quyền thụ hưởng tất cả những điều tốt đẹp trong cuộc sống do vậy tôi phản đối sự lệ thuộc vào việc phải lên kế hoạch chi tiêu và buộc phải chi tiêu như thế nào chi tiêu cho cái gì tôi thấy mình cần phải sống một cách thoải mái bằng cách đáp ứng tất cả những ham muốn của bản thân nếu không tôi sẽ luôn sống trong tâm trạng khổ sở dằn vặt thực tế ở bên ngoài cũng vẫn có những tình huống này nhan nhản khắp nơi á các bạn người ta cho là sống là phải hưởng thụ và người ta đáp ứng tất cả những cái nhu cầu mà người ta muốn à, cách đáp lại bạn thân mến ai là người có thể lên kế hoạch chi tiêu cho bạn tôi chỉ muốn chính tôi thôi ở đây mục đích của việc lên kế hoạch chi tiêu là hợp lý hóa các khoản chi tiêu, sao cho vừa đảm bảo những nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống, vừa tiết kiệm được tiền bạc. Kế hoạch này còn giúp bạn nhận thức được đâu là những ham muốn chính đáng và đâu là những ham muốn nhất thời, đồng thời chỉ ra những nguyên nhân gây thất thoát tiền bạc và ngăn chặn nó bằng cách kiểm soát các khoản chi tiêu. Nếu bạn muốn sống một cách thoải mái thì ngay bây giờ bạn cần phải lên kế hoạch chi tiêu cho mình còn không trong tương lai bạn càng gặp nhiều khổ sở và dằn vặt hơn đấy đây chính là phương thức chữa trị thứ hai cho một túi tiền lép xẹp kế hoạch hóa những khoản chi tiêu ngay từ bây giờ sẽ giúp các bạn đáp ứng được những nhu cầu cần thiết hưởng thụ những niềm vui trong cuộc sống đáp ứng những ham muốn chính đáng và bảo đảm một cuộc sống no đủ trong tương lai cách thứ ba làm cho vàng sinh lợi vào ngày thứ ba a cách nói muốn giữ túi tiền luôn rủng rỉnh các bạn cần nghiêm chỉnh thực hiện việc để dành một phần mười số tiền kiếm ra được tiếp đến các bạn kiểm soát những khoản chi tiêu của mình để đảm bảo rằng tiền được bỏ vào nhiều hơn khi lấy ra hôm nay các bạn sẽ xem xét đến phương thức làm cho vàng sinh lợi nếu cứ để yên trong túi thì vàng không thể sinh lợi được, vậy làm thế nào để cho vàng sinh lợi? Lần đầu, lần đầu tư đầu tiên của tôi bị thất bại, tôi đã mất hết tiền bạc dành dụm trong một năm. Trong lần đầu tiên, trong lần đầu tư thứ hai, tôi may mắn được chia lợi nhuận từ việc cho Aga vay số tiền của mình. Đây là lần đầu tiên tôi biết cách làm thế nào để vàng sinh lợi để làm khiên mỗi năm ông Agat đều phải mua đồng từ những người phương xa mang đến bán. Do không đủ tiền để trả cho họ ngay, Agat đành phải đi vay. Tôi rất, tôi rất an tâm khi cho ông ấy vay tiền vì Agat là một người đứng đắn và rất có uy tín. Đã vay thì luôn trả sòng phẳng cả vốn lẫn lãi. Như vậy là chúng ta có thể cho những người uy tín và là những người biết cách làm cho số tiền đó sinh lợi vay. Ở đây tôi muốn nhấn mạnh rằng, việc giàu có của một người không chỉ căn cứ vào những đồng tiền nằm trong túi của anh ta, mà điều cần lưu ý hơn chính là số tiền thu nhập hàng năm của người đó. Bắt đầu từ một số vốn nhỏ, tôi đã mở rộng vốn cho vay và cho nhiều người vay Như vậy thì số tiền phát triển lên. Và một thời gian tôi trở thành người giàu có nhất thành Babylon. Thế đấy, từ mỗi một đồng tiền kiếm được dù rất nhỏ, tôi đã biến nó thành một đám nô lệ bằng vàng làm việc cho tôi. Và bởi vì chúng làm việc cho tôi, cho nên con của chúng, cháu của chúng cũng làm việc cho tôi. Chúng ta có thể nói một đồng tiền đã thực sự là một hạt mầm phát triển thành cây giàu có và cho ra hàng vạn quả. Về vấn đề làm giàu, tôi rất tâm đắc và sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện có thật sau. Xấu lạ khi tôi còn trẻ, tôi có quen với một cặp vợ chồng nông dân. Họ mới có đứa con trai đầu lòng rất khấu khỉnh. Người cha muốn con mình sau này lớn lên, có một số vốn làm ăn nên đã cho người vay tiền vay 10 đồng bạc. Anh ta đề nghị người này giữ luôn phần lãi của nó đến khi đứa con được 20 tuổi. Người vay tiền đồng ý với thỏa thuận cứ mỗi 4 năm số tiền lãi sẽ là một phần tư số tiền gốc. Khi người con được 20 tuổi, người nông dân đến gặp người vay tiền để hỏi thăm số tiền của mình. Người vay tiền cho biết là từ 10 đồng đầu tiên, đến lúc đó người nông dân đã có được 30 đồng rưỡi bao gồm cả vốn lẫn lãi. Nghe thế người nông dân rất hài lòng và bởi vì đứa con vẫn chưa cần đến tiền nên anh ta để người vay tiền vay tiếp số tiền đó. Đến khi người con trai được 50 tuổi, người nông dân ấy qua đời thì số tiền cho vay đã lên đến 167 đồng. Như vậy trong vòng 50 năm, so với số tiền vốn bỏ ra, số tiền thu về đã lớn gấp gần 17 lần. Đây là một cách an toàn thôi còn trong thực tế thì các bạn sẽ suy nghĩ sẽ có những cách có thể làm cho cái số tiền sinh lãi nhanh hơn đúng không ạ tính tắt lại phương thức chữa trị thứ ba mỗi một đồng bạc ví như một tên nô lệ làm việc chăm chỉ cho bạn sau đó con cháu và chắc của chúng cũng làm việc cho bạn khiến tiền bạc của bạn không ngừng gia tăng tài sản của bạn ngày càng lớn mạnh vì thời gian có hạn cho nên là những cách tiếp theo, Kim Ngân sẽ tóm tắt lại về phương thức nhé. Cách thứ tư, bí quyết giữ gìn tài sản. Khi đã sở hữu được tiền, bạn phải biết cách giữ gìn cẩn thận, nếu không nó sẽ nhanh chóng vụt mất do những ham muốn nhất thời của bạn. Trước hết, các bạn phải học cách bảo vệ những khoản tiền nhỏ sau đó mới có thể giữ được những khoản tiền lớn. Đồng tiền mất giá, tất nhiên là cách làm giàu thì mỗi thời sẽ khác nhau và đối với mỗi nơi cũng sẽ khác nhau nữa. Chúng ta đọc quyển sách để biết được cái cách làm giàu của người Babylon cổ đại. Còn trong thực tế thì chúng ta sẽ có những cách khác. Nhưng mà nó cũng là một cái nguồn cảm hứng để mà chúng ta nhìn lại cuộc sống hiện tại của mình thực sự là nó đã mình đã nghĩ đến những cái về lâu về dài hay chưa để mà về sau này mình có thể có được một cái nguồn tài chính ổn định cho cuộc sống của mình đối với việc đầu tư kinh doanh phương thức phương thức thứ tư phương thức thứ tư giúp bạn gìn giữ và phát triển tiền bạc, thay cho nguy cơ bị mất trắng, hãy bảo vệ và phát triển tài sản của bạn bằng cách đầu tư vào những nơi an toàn, đáng tin cậy với lãi suất cao nhất có thể được. Bạn nên tham vấn ý kiến của những người giàu kinh nghiệm và tin tưởng theo lời khuyên đó, sao cho vàng có thể xin lợi nhiều nhất, hãy để những lời khuyên của họ bảo vệ tài sản của bạn, tránh nguy cơ bị mất vốn hay không thu được lợi nhuận do đầu tư sai chỗ. Và cách thứ năm, quyết tâm sở hữu một ngôi nhà. Khi có nhà rồi, một mặt nào đó bạn có thể giảm được một số khoản chi tiêu lặt vặt khác, khiến số tiền bạn làm ra được dư giả hơn và có thể đáp ứng các yêu cầu khác, góp phần nâng cao mức sống. Ý nghĩa này chính là cách chữa trị thứ năm. Hãy quyết tâm sở hữu một ngôi nhà, vì như thế bạn mới có thể tích lũy được tiền bạc và có điều kiện tốt hơn để thực hiện những cuộc đầu tư mang lại lợi nhuận trong tương lai. Cách thứ sáu đảm bảo nguồn thu nhập lâu dài. Thông thường cuộc đời của mỗi người đều phải trải qua các giai đoạn từ thở từ thở ấu thơ cho đến bạc đầu. Vì vậy trách nhiệm của mỗi người là phải biết chuẩn bị một khoản tài sản cần thiết khi bạn về già. Điều này không chỉ nhằm nuôi sống bản thân khi bạn an hưởng tuổi già mà còn có thể chu cấp cho các thành viên trong gia đình khi bạn không còn khả năng làm việc được. Đây là bài học tiếp theo nhằm đảm bảo nguồn thu nhập lâu dài khi thời gian và sức lực không cho phép bạn tiếp tục làm việc. những công việc mà khi chúng ta làm thì mới có thể um, sinh ra tiền được nhưng cũng có một số chỗ chúng ta đầu tư thì nó sẽ sinh ra cái nguồn thu nhập thụ động và cho nên hãy lưu ý đến những cái khoản mà khi chúng ta vì một lý do nào đó không thể làm việc được nữa hoặc là đến khi tuổi già thì chúng ta vẫn có một cái nguồn thu vào để chủ động hơn Hãy chuẩn bị cuộc sống trong tương lai bằng cách hàng tháng cho vay những khoản tiền nhỏ, số tiền này theo thời gian sẽ gia tăng rất nhiều, đảm bảo sau này bạn sẽ có một số tiền cần thiết để nuôi sống bản thân và gia đình khi mình không còn khả năng lao động nữa. Và cuối cùng, cách thứ bảy, tăng cường khả năng kiếm tiền. Dù làm bất cứ việc gì, các bạn cũng cần phải luôn luôn tìm cách trao dồi, nâng cao các kỹ năng nghề nghiệp của mình. Nếu là một thợ thủ công, bạn phải học hỏi những phương pháp và cách sử dụng các công cụ mới để tay nghề ngày càng điêu luyện hơn. Nếu bạn làm việc trong ngành pháp luật hay bệnh viện thì nên tham khảo hoặc trao đổi, trao đổi ý kiến với các đồng nghiệp để nâng cao kiến thức. Hoặc nếu là thương gia, bạn phải thường xuyên đi đến nhiều nơi để tìm mua những hàng hóa tốt nhất với giá rẻ nhất. Nhằm thu được nhiều lợi nhuận hơn mà khách hàng của bạn vẫn thấy hài lòng. Xin chào, chúng ta sắp xong buổi chia sẻ sách ngày hôm nay rồi. Qua 7 ngày, tôi đã trình bày với các bạn 7 cách chữa trị cho một túi tiền trống rỗng, làm cho nó đầy dần và khiến bạn trở nên giàu có, bằng kinh nghiệm của một cuộc đời từng trải và thành đạt. Tôi khuyến khích các bạn hãy vận dụng những phương pháp này để đi đến sự thành công về tiền bạc. Các bạn nên biết rằng, giờ đây ở Babylon có nhiều vàng hơn các bạn nghĩ, và số vàng đó đủ cho tất cả mọi người. Các bạn hãy vươn lên và mạnh dạn thực hành các phương thức làm giàu trên, hoặc lựa chọn một trong những cách phù hợp với hoàn cảnh của mỗi người nhất. Trước hết, hãy áp dụng và làm giàu cho bản thân của các bạn. rồi sau đó có thể chia sẻ với mọi người. Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong 7 phương thức để chữa trị một túi tiền trống rỗng. Trong quyển sách Người giàu có nhất thành Babylon, hy vọng rằng sau buổi chia sẻ ngày hôm nay thì đâu đó chúng ta sẽ gặt hái được một ít kiến thức, một ít giá trị nào đó. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, cảm ơn các bạn đã lắng nghe và chúc các bạn một buổi chiều làm việc thật hiệu quả xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo